9 giờ sáng nay ngày 22 tháng 12, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa ra phán quyết đối với ông Đinh La Thăng, Đinh Ngọc Hệ, tức Út Trọc và 18 bị cáo trong vụ bán quyền thu phí cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Trước đó, Viện Kiểm sát đề nghị tuyên ông Đinh La Thăng 10-11 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Cùng tội danh này, cựu Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường nhận mức đề nghị 6-7 năm tù. Đinh Ngọc Hệ, tức Út Trọc, bị Viện Kiểm sát đề nghị tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 13-14 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Tổng hợp hình phạt đề nghị là chung thân. Nói lời sau cùng, ông Đinh La Thăng mong hội đồng xét xử xem xét, phân tích, đánh giá khách quan các chứng cứ tài liệu để có phán quyết công minh, đúng pháp luật và nhân văn. Bị cáo cũng mong tòa xem xét để miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho ông Nguyễn Hồng Trường và các bị cáo tại Bộ Giao thông Vận tải, Công ty Cửu Long vì có sai phạm nhưng thuộc về hành chính, thủ tục. Mong hội đồng xét xử xem xét để miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho ông Nguyễn Hồng Trường và các bị cáo tại Bộ Giao thông Vận tải, Công ty Cửu Long vì có sai phạm nhưng thuộc về hành chính, thủ tục. Trách nhiệm nào của tôi thì tôi nhận. Ông Thăng kết thúc lời nói sau cùng. Cựu Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường trình bày qua phiên tòa đã nhận ra sự thiếu sót của mình với tinh thần luôn bảo vệ lợi ích của nhà nước, nhưng ông lại để xảy ra hành vi như hôm nay. Tôi mong hội đồng xét xử cũng như cơ quan công tố xét đúng bản chất sự việc để đánh giá đúng sai phạm của tôi cũng như cán bộ tại Tổng Công ty Cửu Long, bị cáo Trường nói. Trình bày ngắn gọn, Đinh Ngọc Hệ cảm ơn hội đồng xét xử đã cho ông trình bày đầy đủ, mong tòa áp dụng hình phạt thấp nhất cho bị cáo và các cá nhân trong công ty Yên Khánh. Cáo trạng cáo buộc nhờ sự ưu ái của ông Đinh La Thăng, công ty của Đinh Ngọc Hệ được tạo điều kiện trúng thầu giá quyền thu phí cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Cũng nhờ mối quan hệ quen biết, Út Trọc đã xây dựng hồ sơ gian dối tham gia mua đấu giá quyền thu phí. Sau khi trúng đấu giá, bị cáo Hệ và đồng phạm sử dụng phần mềm nhằm thay đổi kết quả kinh doanh, che giấu doanh thu thu phí để chiếm đoạt hơn 725 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng xác định, ông Đinh La Thăng phải chịu trách nhiệm chính về những sai phạm và các cán bộ tại Bộ Giao thông Vận tải trong việc tổ chức bán đấu giá quyền thu phí cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Trước đó, vào chiều 21 tháng 12, hội đồng xét xử tuyên bố kết thúc phần xét hỏi và tranh luận tại tòa. Trước khi tòa nghị án, các bị cáo được nói lời sau cùng. Là người đầu tiên trình bày, ông Đinh La Thăng gửi lời cảm ơn hội đồng xét xử đã điều hành phiên tòa công minh, tạo điều kiện cho các luật sư và bị cáo được nói lên quan điểm. Ông cũng gửi lời cảm ơn các luật sư bào chữa cho ông, cũng như các luật sư khác đã đề cập đến những vấn đề chung của vụ án. Về phần mình, ông Thăng nhận trách nhiệm là người đứng đầu dự án, nhưng chỉ nhận trách nhiệm về mặt công vụ, hành chính. Ông Thăng cho rằng, có những văn bản ông nhận được, có nhiều văn bản thì không. Tuy nhiên, trong vụ án này, Viện Kiểm sát cáo buộc ông phải biết hết tất cả các văn bản. Theo ông Thăng, những bị cáo trong Bộ Giao thông Vận tải và Tổng Công ty Cửu Long đều được thực hiện theo những nhiệm vụ được phân công. Các bị cáo còn lại trong vụ án mong hội đồng xét xử xem xét, khoan hồng cho họ sớm trở về với gia đình, đóng góp cho xã hội.